Nhưng mà đây là 200 ping kiểu nó khác, em hiểu không? Kìa kìa, đừng có khạc vào giọng nè. Còn anh đáp em ra ngoài rồi ông Giáo ơi. Có thằng trên mái kìa. Cẩn thận đấy. Bắn một hồi sau nó mới chết à, đậu không? Vào đi. Vào nhà ấy, kia tí té xíu. rồi, Trong nhà có mà. ý là thằng kia nó té rồi. Nào nó vẫn ở trong nhà nè. Té hồi nào. Chả hiểu luôn đấy. Điện thoại chứ. Alo. Alo. Đây 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 đây. Hộ Đây đây hộ đây đây. vái. Nó cầm DB à? Ủa? Sai rồi bạn. Cái đệt trả lụa mình nút chậm trả được cái con què này nữa. Trả DB đây cho Anh bắn tao. DB không? Không thì mày đưa Đấy, ồ luôn. M16 đây, đậu phộng. Không đấy. Bắn M16 cho. Mình nút À chậm nó đây, có nút nhanh thật M4 sự. luôn. Như một cơn gió vậy. Ai ai bắn sniper Ơ không? kìa. Có ấy này. Holy shit. Để em. Anh em yên Cứ để tâm. em. Lút đồ, lút đồ. Ôi, dư đồ này không lấy à? Cái đồ gì anh? Có khẩu Uzi. Ai có Đồ luôn gì hả? ai có red dot hoặc là cái gì đó không cho anh đấy. Đây Uzi đây Làm gì này. có cái gì? Watch out. Đấy, watch Red out dot nhé. này, em cho này. Đây, đưa red dot đây. Thôi cứ giữ đấy, anh đi lấy xe đã, xong rồi tí về đưa anh. Không di chuyển à? Thôi, vô rồi đi. Di chuyển á, thôi. Di chuyển làm chi? Di chuyển anh ấy phải tắt ngay, di chuyển sợ lắm, đậu phòng. Mình cứ bắn bình thường Thế đi, thôi. không cần phải di chuyển đâu. Thế, Có xe lấy xe. không? Có xe anh em ơi. Thôi di chuyển đi, anh nghĩ lại rồi. Mình di chuyển có gì hợp lý ấy. Thì luôn ông tưởng nó Có đứa không đang canh ghế à, luôn à. Rui nó đang di chuyển đi đâu kìa. Ok. Mình di chuyển đi đâu đây? Từ từ để anh tắt cái gồ đã. Ok. Gì đấy? Đẹp. Ơ kìa, không được. Em thử đấy em. Mỗi người chỉ được Không, một em lần được hay sao ấy? 15. Đó. Được mà. Từng người ấn một, từng người ấn một. Đừng có nghịch dại. Đẹp. Bấm cái nút này nó toàn bấm nhầm không à? Nào, đi anh em ơi, đi 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 đi. Chấp Phải đi ngắt ăn cái đủ quầy nữa ăn đủ điểm chứ. chưa À, chưa quên đủ điểm mà đòi Ơ đi 100 điểm nè. 100 điểm luôn nè. Vãi nồi. Đang mới không có hiểu gì 20 điểm này. Lắp xe này. Ok luôn. Ơ Ở từ đâu? từ ơ Chọn vị trí nào? Người ta đã đi đâu? Chọn Từ chỗ nào ấy? từ không được, không được luôn. Không có cái cái nào để mà nhắc. Lỡ chết chưa Ở có đây, mà ở dám đây, kêu ở đây. 100 điểm. Tao thấy 110 rồi nè. Rồi, đủ rồi. 115 nè. Quay về thôi. Qua school nào anh? Qua school nào? Từ từ đợi anh quay về đã. Không đường bay này qua quân sự anh ạ. Có một thằng mới từ rui qua quân sự đấy. Thế mình cũng qua 130 quân sự luôn à. Nào, tới chưa? Tới chính lợn đây em ơi. Từ từ. Nó chậm chạp thông cảm gì đâu đi chúng. Follow lên ghê thông thế. Cảm Cảm ơn Lệ gì. Nguyễn nhiều nhá. Cảm ơn em nhá. Ui, tặng cho anh cả 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 ngựa luôn. Nào. Ủa? Dù lát hôm Ủa? nay anh cũng phải Không full cấp phải 1. được. Đây, ấn vào đây. Transport Có rồi. gì? Transport. Đi mua đây, lô bê, đi lô anh bê, xe. lô bê, lô bê. Rồi anh chuyển nó nhá. Ok. Không nghe thấy tiếng người. Let go, let go. Qua, qua, qua. Rồi, qua rồi, qua rồi. Vào, vào 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 này biến lại đi. Vào này biến lại luôn, không cần phải đi ra ngoài nữa. Đây, vào này. Ok. Quay. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn Xe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngô.
xe tới nè. Ờ. Cha, anh không, anh đi xa quá rồi. Toàn phục rồi. Chủ đường phục. Để tao về. Để tao về, tao mời cách mấy 300 mét ta. Một team. Anh đuổi anh xa quá phục rồi, toàn em. Không, em đang ngồi, ngồi ỉa. Mình ngồi im đi đúng không? Để nó ngồi trên nóc đúng không? Chân. Em ngồi, em ngồi trên nóc. Tuấn đang, Tuấn đang biến này, em ngồi ngay dưới. À ok ok ok, cứ để biến đi, cứ để biến đi. Cứ biến hết đi xong rồi mình bắt. Ôi thôi toàn. Không. Tuấn đang bắn dây với nhau. À. Mình mở mic on lên đây rồi. Rồi anh thấy rồi, anh thấy rồi, nó đang ở tầng 2 này. Ok. Ôi xong ngon. Phải ôi thôi sao, ui thôi sao. À, hết đen. Thằng nó 1 rồi, thằng nó có 2 thôi. Trời ơi, đúng lúc này thì game lại lag rồi. Nào mở cũng. Biến lại cả. Nó có 3 thằng này. Nó còn 2. Biến lại. Em nốc. Ủa vẫn còn một thằng nữa. Người. Còn một thằng bên đường thôi, còn một thằng bên đường thôi. Còn một thằng bên đường thôi. Rớt cái gì? Em bị rớt xuống dưới thôi. Còn thằng bên nhà đỏ bên Cực yếu, cực yếu, cực yếu. Ai nổi ạ? Ở đâu bắn đây, vậy? Đây, đây, đây. Ở bên kia, bên kia, bên kia. Ôi. Tức cái lồng ngực ấy. Lên đây cứu. Qua đây, qua đây. Có con ruồi nữa. Còn thằng bên kia nữa thôi. Con ruồi phá quá nhở. Bên kia em xử lý chưa? Bên kia em xử lý chưa? Rồi, còn một thằng đỏ nữa thôi. À, ok, ok, ok. Còn một thằng bắn. Đây. Phía nhà vệ sinh. Kệ đi, con ruồi chẳng làm gì. Kệ nó đi lại xe này. Giải quyết thằng bên nhà vệ sinh đó. Nhà vệ sinh đi đúng không? Watch out. Đúng rồi, đúng rồi. Nó trong nhà. Từ từ nhá. À rồi, trong. Bắn nó. Ai... thằng nữa. Trời ơi. Ơi. Nó ở sát okay, sát. Ok ok ok. Hay. Ok ok. Bỏ đi anh cả con muỗi. Ok ok ok. Còn con muỗi nữa, còn con muỗi nữa. Vứt cho anh xin cái cục phớt luôn. Mẹ, hóa ra trong này hai thằng lận. Đẹp trả đùa. Thằng nãy ăn nóc nó chạy về đây mà. Anh không biết, anh tưởng là có một. Hóa ra nó đã chạy về đây. Hai bên kia mới gạt một mà. Nó bò thế mà xích lợn hay là anh cũng không nhìn thấy nhở? Không lý vãi. Không, đúng rồi. Đang cứu rồi, đang cứu. À. Mẹ cũng căn bản là lag quá. Thằng con ruồi kia có khi nó biến lại rồi á. Cẩn thận nhá. Con ruồi đang dình mình ấy. Con ruồi nguy hiểm á. Con ruồi. Đi về lại trạm đi, đi về lại trạm đi. Ơ kìa rồi. Rồi. Hình như thằng con ruồi ấy, nó ra đấy. Thảo mình cứ đi. Thảo lên không, cái team này còn mỗi mình nó thôi mà, chắc team khác đấy. À, ok. Hay con ruồi, vẫn còn thằng con ruồi đó. Lên nóc nhà kiểm tra. Ui, có thằng tự sát nữa kìa. Con ruồi. Hồi nãy á,
bắt tắt gyro xong rồi mở chứ mở lại á. Ở đây có con xe buggy này. Watch out. Okay, okay. Cái nó uống răng bắn được, nó khó bắn đi. Trong nó uống răng bị chí rồi. Ai cái game này bị lỗi rồi. Nó cái kinh. Có nương, có nương xin mình nước. Anh ngờ là. Đấy, trời ơi. Ủa, anh cứ xin đẹp em. Cảm ơn Lệ Nguyễn nhiều nhá. Cảm ơn em nhiều nhá. Vì đã tặng cho anh rất là nhiều đồ suốt từ hôm trước đến giờ. Thank you em. Anh xuống đổi Groza. Groza không, anh không đổi. Còn 17 thằng nữa, còn hấp dẫn lắm. Lại chết qua đổi à? Ờ, đúng không? À, đổi chi? Các bạn bảo con Groza. Con ruồi đâu nhở? À, có một thằng em knock ở bên đi để em qua em kiếm coi thử có đôi chứ. Thôi, cần gì? Groza thì không đổi. Đổi làm gì? Đổi chứ. Đặt màu nước. Nha cho anh xin chứ. Ui ôi, nó giàu, ui dồi ôi, tui ta mà ơi. Nó giàu đỡ không nổi luôn. Cái gì kia? Cục thính à? Tính. Thôi ra chặn cầu này, đi. Này em cho anh đô này. Thôi, cho anh máu này. Anh chỉ cần, anh chả cần máu nữa, anh chỉ cần đạn. Làm gì? Đen xanh hả? Đen xanh. Đó. Thôi, đó. Đi. Ok. Ủa nhiều quá rồi. Thôi, đi. Hợp đi, lý đi. Chưa? Đi. Lấy luôn xe nó này. Xe nó đâm vào chỗ này này. Đâu nhỉ? Đây này. Ngu người. Đi chứ bạn ơi, ra chặn cầu đây. Ui giời, chặn cầu ngon luôn. Chặn cầu tơ này hợp lý. Anh mày kêu cái. Bà kêu. Bà kêu. Con bắt rồi mới có bà kêu thế ta. Có ăn được đâu, cứ bắn xong rồi cứu, bắn xong rồi cứu. Mới có quả combat thì không đơn, liếm sạch được đâu nữa. Đâu, không liếm ạ. À. Khi combat đâu chết mỡ rồi. À, nhầm. Trận trước mà. Nhầm trận trước thôi. Nhầm. Xin lỗi không. Ô, có xe đến nơi đường đắc liêu. Thẳng mặt luôn. Đây này. Watch out. Ok. Rồi, thấy rồi. Ơ, có người trên. Rồi, thấy rồi. Nhưng ở cái chỗ này là vừa đẹp này. Ui, có người luôn. Đừng. Thôi. Kìa. Đống kìa. Một đống gốc cây. Ui, ở dưới nữa. Ui, dưới này cũng có vợ ơi. Đông thế nhở? Kìa, nó đang chạy. Sự. Cẩn thận với nhà còn anh. Ừ. Anh đang nhảy mà. Mình đang hái hưởng đó nha. Ok. Bạn cứ bắn cẩn thận nhá, trông thoải mái. Còn liền một team. Còn một team ở trên đấy, nó đang chạy về phía bờ đấy, nó đang chạy về phía bờ. Đúng rồi. Thấy rồi. Chạy ngược lại về phía chồng đi. Ông vợ an toàn. Mày tham. Rồi clear luôn cái team của ông giáo rồi. Đúng rồi, clear luôn. Chưa. Watch out. Clear team của trong. Clear team của ông Tuấn thôi. Vừa rồi có tiếng trần đây mà nhở. Hình như nó ở chỗ bên phải anh kìa, cục đá kìa. Cục đá, đúng rồi. Ngay sát cục đá có thằng anh. Không nhìn gì ở bắn đó. Nó đang làm lại chứ. Rồi, lê. Trời ơi. Phúc nhìn cái quả anh thấy không? Tuyệt lè máu mà không chết. Mà sao nó không chết à? Ừ. Không chết luôn. Chỗ đây có sân mốc à? Chỗ đây có sân mốc, có ba cuộc khỏi. Có mốc nhưng mà mốc có ảnh hưởng gì đến việc châu bò đâu. Có ốp kìa, xích lợn rồi.
Ok. Đâu vãi nồi luôn á. Lần đầu tiên trong đời mình thấy một thằng nó trâu bò như vậy. Đây mình giải quyết cả ba team đây rồi. Em thấy thẳng vào người nó mà thấy không thấy nó nốc. Vãi nồi. Máu là không chết. Nhì em từ 6 kill lên 10 kill này. Hai nồi. Yeah. Thơm. Mình đến đây ăn được 2 kill, 2 kill của thằng chạy dưới nhà. Xong nghỉ luôn. Hai cái thằng đứng cục đá thế mà cũng giá không xế được thằng nào. Ừ, cày vãi. Mặt máu tóe vãi nồi nè. Đi hồi, đi hồi. Và mò hồi. Hết rồi. Vừa rồi mười mấy thằng. Lên nhà chéo thôi. Mười mấy thằng. Vợ chồng mình càn quét ở đây là chết 3 team mà còn có chục thằng. Dạ. Đánh lời chiến. Không, điên là ai lại đi lên thằng giáo. Thằng giáo thật là ngu người. Nhớ hôm trước anh bảo gì không? Anh bảo xin là đừng có lên thằng giáo, xin là lên cái chết luôn. Chơi game không bao giờ lên thằng giáo. Lên thằng giáo cái là ngu ngay. Đen thôi. Phải đen mà chắc chắn. Đây là giáo mà bạn bại đây. Giờ bọn nó bắn hay lắm. Nó có bắn gà ngày xưa đâu mà lên tàn giáo gọi tiểu đó. Đừng đây đi. Bắn hay hơn nó. Thôi. Thì chết đã. Bắn tẹm sang. Thì chết đã, đi chết đã. Mark the location. Chắc chắn không? Rồi, thấy rồi. Có bên kia. Cái góc bên trái cũng cốc đá. Đó. Mày. Tiếc thế. Trời ơi, đang hay. Tuấn giờ đã khác xưa rồi. 1.5. Chúng lấy bộ giáp không giáo? Ôi sợ lắm. Sảnh ra. Quay đồ khổ bé. Thôi, đổi làm chi? Bắn nhau phê. Còn 5 thằng nữa này. Lát quá trời luôn. Lát này cũng không bắn được ốp cơ. Được. Bắn xong rồi nó mới chết mà. Thế thì lại hay quá. Bắn ốp sau 5 giây. Bắn ốp xong 5 giây sau nó chết. Kiểu vậy. Nhà C nữa chứ. Còn bắn nhau C nữa. Sao chơi? Không cũng chơi. Đang bắn à? Không phải. Ý là cái bo nó vào nhà C kìa. Chạy qua kia rồi. Bạn muốn thử không? Tôi chắc là bạn muốn thử. Muốn lên cân ư? Định chạy với chúng tôi à? Đâu có dễ như vậy. Anh là hồi thanh niên. Chạy về đồng đội. Bán sống bán chết đậu vọng. Nói chung là nó cũng có cơ sở bởi nó chạy đấy để cho đồng đội nó cover. Nhưng mà đồng đội nó cover không được thôi. Có tiếng.
Thôi kệ. Còn 1 phút nữa. Không nhây bọn này được anh em ạ. Đi thôi. Tao chơi trong. Tao chơi trong rồi bo. Bít 9 lần lag ghê. Cảm ơn Lệ Nguyễn nhiều nha. Đúng rồi, giờ mạng nó đang kiểu bị đứt cáp đấy em. Lag là chuyện bình thường. Đắp bom nữa cơ. Còn 2 team nữa. Giàn giáo chắc không có rồi này. Mình soi kỹ lắm mà, giàn giáo. Chắc là giàn giáo không có. Gọi bên này thôi. Thì bật ra ngoài. Xa quá. Để ra lại một quả đi em ra. Để lại chứ. Tí gần gần còn đáp bom. Ui giờ mà ra cái rìa này mà canh là đẹp luôn này. Chỉ sợ giàn giáo có người thôi. Đầu này có người này. Như vậy chúng nó một thằng, nó cử một thằng ra rồi. Ôi giời. Thế là các bạn. Thế còn hai đây một. Thua rồi, ở đây có một ở đầu nữa. Cả ba thằng ở trong đây luôn. À còn hai nữa, thế còn một thằng nữa à? Trên đàn giáo chăng? Ờ vẫn còn một thằng nữa, nguy hiểm đấy nhở. Hơi nguy hiểm này. Đầu kia có thằng. Trong đấy có một thằng. Ui. Ơ. Né rồi mà. Vai nồi. Vai nồi à, tiếp thế. Ôi trời ơi. Ui. Vai nồi anh né rồi mà sao nó vẫn trúng nhờ? Vai trường à.